Kính thưa Chúa Bà, Chúa Bà đã thần đền, đời Chúa là đèn soi dẫn đưa các bước đi của chúng ta. Cho nên chúng ta được mời gọi luôn luôn lắng nghe lời Chúa, và đặc biệt trong phục vụ thánh lễ, chúng ta được nghe lời Chúa công bố một cách công khai bởi những thừa tác nhân của giáo hội, để chúng ta nghe và chúng ta lắng nghe lấy được ánh sáng từ lời Chúa và chiếu soi cho cuộc đời của chúng ta. Cùng những bài học hôm nay, chúng ta lắng nghe, mỗi người sẽ nhận được một sứ điệp tùy theo nhu cầu thiêng liêng của cuộc đời của mình mà Chúa soi sáng cho chúng ta. Nhưng mà trong bài suy niệm chung hôm nay, tôi xin mời gọi tất cả mọi người, chúng ta cùng suy nghĩ về đức tin. Cái câu cuối cùng đấy của bài sẽ tin mừng chúng ta nghe hôm nay, không nói là có cái bà đó ở bà dân ngoại không thuộc vào cái bà dân Israel, bà đã cứ nhảy theo mãi kêu cầu Chúa, rồi cuối cùng thì Chúa cũng nói thử thách bà ấy. Cuối cùng thì Chúa nói rằng đức tin của con thật mạnh, vì đức tin, vì lòng tin của con cho nên được ban cho con nhiều hơn xưa. Thế thì đức tin mà Chúa nói ở đây thì sẽ hiện nay cho chúng ta hiểu được một cái cách đặc biệt của cái đức tin mà chúng ta thường nói, chúng ta cảm tạ Chúa thì Chúa cho chúng ta ơn đức tin. Ơn đức tin thì đấy không chỉ có nghĩa là tin là con Chúa, chúng ta ra tin là con Chúa, ba quỷ cũng tin, nó cũng biết là con Chúa, nó sợ Chúa đó, nó biết là con Chúa. Mà đức tin là tin vào tình thương yêu của Chúa vượt ra khỏi ranh giới của chủng tộc, vượt ra khỏi ranh giới của tiếng nói của văn hóa. Bất cứ là hôm nay bà này là bài của Canaan, tức là dân ngoại không thuộc vào dân của Chúa, dân Chúa chọn, nhưng mà bà ấy vẫn tin tưởng là dù như thế nào bà ấy ví bà ấy với con bà ấy là đứa con trong con, dù thế nào thì Chúa cũng phải thương hẳn. Và cùng với cái đó tin tưởng vào tình thương yêu lòng thương xót của Chúa thì có cái sự khiêm nhường, ví mình như con trong con không xứng đáng gì cả, nhưng mà Chúa vẫn thương như thường. Đức tin của chúng ta nó được diễn tả như vậy, cho dù hoàn cảnh sống của tôi như thế nào, cho dù tôi thánh thiện hay là yếu đuối tội lỗi cách mấy đi chăng nữa, nhưng mà nếu tôi đến với Chúa chắc chắn là tôi được Chúa đón nhận, Chúa tha thứ, Chúa thương yêu. Có câu sẽ giả tưởng về cái người đau khổ thì cũng sẽ giả tưởng kể lại đi sau, và chắc chúng ta nhiều người trong chúng ta đã có được được nghe. Người ta kể là một ngày kia có một người được Chúa đến thăm viếng, rồi hai cha con Chúa và cái người đó nói chuyện với nhau xong thì Chúa hứa cha sẽ ở với con mỗi ngày, và cha sẽ binh và nâng đỡ con mỗi ngày cho cuộc đời của con cho đến khi con chết. Rồi thì Chúa đi, sau đó một thời gian thì Chúa cho cái người đó được nhìn lại tất cả hành trình cuộc đời của mình như một cuốn phim ở trên màn ảnh. Thì người đó nhìn thấy cái cuốn phim là có bước chân của hai người đi trên cát, thì có những lúc có bước chân của hai người, có những lúc có bước chân của một người thôi. Thế thì người đó nghiêm lại thì thấy những cái lúc mà có bước chân của hai người đi nhé, thì lúc cuộc đời suôn sẻ dễ dàng đầy niềm vui, những cái lúc mà có bước chân của một người đi thôi thì nó trở lại là nó trở nên rất đau đớn của cuộc đời của mình, khó khăn. Thế thì người ta xin ra Chúa không giữ lời hứa, cho nên khi Chúa lại trở lại thì người đó trách Chúa. Đức Chúa, Chúa đã hứa Chúa ở bên con mọi giây phút trong suốt cả cuộc đời của con, bình đỡ con,
che chở con. Thế mà những lúc con gặp đau khổ, Chúa bỏ đi mất, Chúa nhìn thấy. Những lúc con đau khổ, chỉ còn ôm muốn bàn chân của một người thôi, Chúa bỏ đi mất. Chúa mỉm cười và Chúa bảo, con à, Chúa làm chân của bà gái đó, bàn chân của cha, Chúa làm chân của con đâu. Bởi vì những lúc đó, cha bồng con lên tay, cho nên chỉ còn vết chân của cha thôi. Câu chuyện xả để nói lên cái cuộc đời của chúng ta mỗi giây phút được Chúa thương yêu. Cả những khi chúng ta gặp thử thách gian nan khổ sở, có tạm gọi như là đến lúc thất vọng, nhưng mà Chúa vẫn ở bên chúng ta. Những người mà tuyệt vọng là những người quy là Chúa không ở bên mình nữa, tưởng là mình cô đơn chỉ một mình thôi. Còn những người cho dù đau đớn bao nhiêu đi chăng nữa, khổ sở vẫn không thất vọng, vẫn tin tưởng trực diện với cái đau khổ khúc mắc của cuộc đời. Thì hôm nay chúng ta được mời gọi hãy canh tân lại đức tin của chúng ta, không phải chỉ là tin có Chúa mà tin là Chúa thương yêu mình. Cả những khi chúng ta đau khổ bị người đời bỏ rơi, từ lúc sử dụng, chúng ta vẫn được Chúa thương yêu chúng ta. Đó là lòng Chúa xót thương đối với nhân loại khổ đau và khổ đau. Nhưng đức tin còn dẫn chúng ta đi thêm một bước nữa thôi, không phải chỉ tin tưởng được Chúa nâng đỡ với trời trời, mà còn đi thêm bước nữa, đó là chấp nhận đau khổ để hợp cùng với Chúa của mình trên cây thánh giá, biến đau khổ của mình thành nguồn ân phúc cho người khác. Đức mẹ khi hiện ra tại đầu đức với em bé Bernadette, tôi có với người thân của mình, thì Chúa nói với em bé Bernadette, mẹ hứa cho con được hạnh phúc, nhưng mà không hạnh phúc ở đời này, hạnh phúc đời sau. Đời này mẹ xin con có bằng lòng chịu đau khổ để cầu nguyện cho các kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại không? Thì em bé Bernadette đã thưa con chấp nhận. Và từ khi mà em bé Bernadette đi tu trở thành nữ tu Bernadette thì ngã bệnh sau có 6 tháng trời, sức khỏe thì đã luôn luôn giòn bỏ rồi, nhưng mà tư vững còn đời. Sau khi thân giàu được 6 tháng thì bắt đầu ngã bệnh, và cả cuộc đời cho đến khi chết chỉ có bị bệnh nằm trên giường, mà một thứ bệnh đớn đau ai mà bước vào thân xác của ngài, khi mà ngài làm lâu quá thì phải dở ngài sang bên khác, thì lúc đó là cái ngày đau đớn kêu rẽ đau quá. Khi mà người ta phải thay quần áo cho ngài, đó là một cái cực hình, cái đau đớn. Và đức mẹ đang hỏi con có chấp nhận chịu đau khổ để cầu nguyện cho các kiểu các tội được an ninh trở lại hay không? Thế bây giờ em đã đáp thưa con chấp nhận. Và bây giờ hàng năm biết bao nhiêu bệnh nhân đến lộ đức để xin ơn làm bệnh, nhưng mà rồi đứng trước hàng đá đức mẹ nhận ra thì được đức mẹ cảm hóa. Hầu hết các bệnh nhân đến đó được đức mẹ cảm hóa, và thay vì xin ơn được khỏi bệnh thì lại xin ơn sức mạnh để chấp nhận cái cơn bệnh đó. Công tác với Chúa Giêsu trên cây thánh giá để cứu chuộc nhân loại, biến đau khổ mình thành nguồn ân phúc cho nhân loại, thành nguồn ân cứu độ. Cho nên không còn tìm lòng thương xót của Chúa cho mình nữa, mà công tác với Chúa để thi thố lòng thương xót của Chúa đến cho nhân loại đau khổ, nhân loại tội lỗi. Hôm nay chúng ta được lắng nghe lời Chúa cũng là lời mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa cho chúng ta, và sẵn sàng mở lòng để đón nhận nếu Chúa mời gọi. Con sẵn sàng chấp nhận những đau khổ mà Chúa để cho xảy ra trong cuộc đời của con, nhưng mà con chấp nhận những đau khổ đó với sức mạnh của tình yêu của Chúa để công tác với Chúa trên cây thánh giá, đem ơn cứu độ, đem lòng thương xót của Chúa đến.
bệnh tật, bệnh lý